Kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với chuyên mục kể chuyện vụ án trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những câu chuyện phá án ly kỳ, những góc khuất của thế giới ngầm và hành trình truy tìm công lý đầy cam go của các cơ quan điều tra. Hành vi của hung thủ manh động và tàn nhẫn đến mức nào? Hậu quả của vụ án là gì? Hãy cùng khám phá bí ẩn đằng sau vụ án này và cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc về ai là thủ phạm. Người ta vẫn thường ví von về tình mẫu tử thiêng liêng của những người mẹ dành trọn vẹn từng hơi thở để bảo vệ con mình. Ấy vậy mà, có những người mẹ nhẫn tâm tước đoạt đi mạng sống của chính đứa con do mình đẻ ra. Thoạt chỉ nhìn qua cáo trạng, hẳn nhiều người sẽ nghĩ đó là một người mẹ độc ác và tàn nhẫn. Thế nhưng ít ai biết được, ẩn sâu trong đó là cả một câu chuyện dài bi thương. Rạng sáng ngày 17 tháng 7 năm 2011, người dân thôn Khuẩy Lào, xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn nháo nhác vì thông tin trong làng có người vừa thiệt mạng. Bên bìa rừng, anh Hoàng Văn Đức, sinh năm 1985, năm đó không còn dấu hiệu sống, trên người chi chít vết thương. Ngồi bên cạnh con, bà mẹ Nông Thị Mét, sinh năm 1964, với nét mặt vẫn còn bần thần, tái dại, thều thào nhận tội. Chính tôi giết nó đấy. Nằm cách trung tâm Lạng Sơn hơn 60 cây số, đường vào khó khăn nên có đoạn phải quốc bộ. Thế nhưng câu chuyện dã man người mẹ hạ sát chính con trai ruột vẫn xôn xao khắp tỉnh Lạng Sơn. Khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng nhận thấy nạn nhân bị chấn thương sọ não, vỡ hộp sọ bởi tác động của một vật tay nhọn. Ngoài ra nạn nhân còn bị thương ở vùng cổ và bả vai. Hung khí gồm một đoạn gỗ và một con dao. Trưởng thôn kiêm công an viên xã Nguyễn Văn Quảng, người chứng kiến toàn bộ câu chuyện đau lòng, tóm gọn nội dung sự việc bằng một câu nói. Trong hành động của bà Mét lại có hành động cứu người, bà ấy vừa đáng trách vừa đáng thương. Vị trưởng thôn cho biết, nạn nhân Đức vốn là người mắc chứng thần kinh phân liệt. Một buổi chiều, ngay trước ngày xảy ra vụ án, Đức lại nổi điên, phá một số đồ đạc trong nhà rồi vác dao chạy đi tìm mẹ thông báo. Mẹ về đi với con, hôm nay con phải giết một thằng mới hả giận. Biết con lên cơn, bà Mét vội bỏ thửa ruộng cấy giờ, chạy đuổi theo con. Vừa đi bà vừa quỳ xuống van lại con quay về nhà, nên gã trai lẩn thần nguôi giận và quay về. Thế nhưng gã trai tâm thần này vẫn không từ bỏ ý định, hắn lén về nhà tìm một cái khác để tiếp tục thực hiện kế hoạch. Thằng ấy mà Đức căm tức chính là một người đàn ông cùng xóm tên Thường. Đến nhà mà không thấy chủ nhà, gã định xông vào nhà tấn công mấy đứa trẻ. Tuy nhiên, hai con của anh Thường nhanh trí chốt cửa, kịp thời ngăn không cho hắn vào nhà. Thấy cửa chốt, Đức quay ra đồng tìm chủ nhà lúc đó đang gặt lúa gần đó. Đúng lúc này thì bà mẹ nghe tin chạy tới kịp ngăn không cho con mình phạm tội. Cơn tức giận của gã điên dường như vẫn không hạ nhiệt. Hắn thấy con chó nhà hàng xóm xích gần đó thì chẳng nói một lời mà vung dao hạ luôn con vật tội nghiệp. Cơn điên của Đức khiến cả nhà anh Thường sợ hãi, vợ chồng không dám về nhà, hai con anh cũng không dám mở cửa, cho đến khi có sự xuất hiện của dân quân và chính quyền địa phương. Vị trưởng thôn kể lại, nhận được điện báo của nạn nhân, tôi ngay lập tức cử nhiều dân quân xuống hiện trường, một nhóm túc trực tại nhà anh Thường, còn lại thì chia nhau đi tìm xem Đức đang ở đâu nhưng không tìm thấy, mẹ và chú của Đức cũng đốt đuốc đi tìm nhưng không có tin tức gì. Đến khoảng 9 giờ tối thì bất ngờ nhà anh Thường bị ném đá. Những viên đá to được ném thẳng từ rừng xuống, khiến mái nhà vỡ hàng trăm mảnh ngói rơi xuống. Cả gia đình anh bỏ chạy tán loạn. Tôi vội vàng chạy ra bìa rừng cùng một vài dân quân thì lại chẳng thấy ai cả. Cứ thế, cứ một lúc lại có đá ném xuống mái nhà làm vỡ ngói, khiến tất cả những ai có mặt hôm ấy đều mất ngủ. Mọi người tìm đủ mọi cách để ngăn Đức nhưng không ai lại gần được vì gã điên có hung khí và rất hung hãn. Đến gần sáng thì hắn lộ mặt, đứng trên đỉnh đồi chửi cả làng vũ đại. Khi trời sáng hẳn thì ba mẹ và chú của Đức đi lên đỉnh đồi, vừa đi vừa gọi con hãy về nhà đi, chứ đừng phá hoại tài sản của dân làng nữa. Nhưng gã thanh niên điên cuồng phỏng thủ. Đến khoảng hơn 6 giờ sáng, người chú nhanh trí nói, có chuyện muốn nói nhỏ với cháu. Cẩn thận đi đến gần, người chú tránh được đòn tấn công của Đức và quật ngã đứa cháu ngỗ ngược. Vị trưởng thôn kể, lúc đó tôi đứng ở khá xa nhưng cũng kịp trông thấy bà Mét chạy lên chỗ hai người. Đoạn bà cầm một đoạn gậy nện tới tấp vào người con, vừa la vừa khóc. Mày cứ bảo mày không muốn sống, hôm nay mẹ cho mày toại nguyện. Tôi vội vàng cùng mọi người chạy lên thì đã quá muộn.
Đức bị thương nặng, nằm đó thoi thóp, được một lát thì mất, không kịp đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi xảy ra vụ án, bà Mét đã đến cơ quan công an đầu thú và tường thuật lại toàn bộ câu chuyện mà bà chất chứa suốt hơn 10 năm qua. Lấy chồng và có hai con từ sớm, nhưng bi kịch cuộc đời người phụ nữ bất hạnh này bắt đầu khi bất ngờ chồng bà qua đời đột ngột. Hai vợ chồng bà có hai người con trai, nhưng khi bà vừa sinh đứa thứ hai thì có một người bạn của chồng ngỏ ý muốn giúp đỡ gia đình đi xây dựng vùng kinh tế mới ở Phú Yên. Bàn bạc với vợ một hồi, chồng bà Mét quyết định đi Phú Yên. Do điều kiện đi lại khó khăn, ông quyết định gửi người con trai đầu chính là Hoàng Văn Đức cho ông bà nội chăm sóc, còn hai vợ chồng và đứa con thứ hai sẽ đi. Trong quá trình xây dựng kinh tế mới tại Phú Yên, do mắc phải căn bệnh sốt ác tính nên ông đột ngột qua đời. Trở về quê nhà nuôi hai con trai, bố mẹ chồng đều tỏ ý muốn bà Mét đi thêm bước nữa vì có rất nhiều người đến ngỏ lời muốn cưới làm vợ. Thấy hai con còn nhỏ, nhớ lời hứa năm xưa với chồng sẽ nuôi hai con trưởng thành, bà Mét quyết ở vậy nuôi hai con. Bà Mét dành nhiều thời gian chăm sóc cho người con trai cả vì nghĩ Đức thiếu thốn tình cảm cũng như sự quan tâm của mình. Ở nhà, Đức là người được bà Mét yêu thương, chăm sóc hơn cả, nhất là khi Đức bắt đầu có biểu hiện bệnh động kinh. Biết con gặp điều chẳng lành, người mẹ này vội đi báo cho mọi người trong làng đến giúp đỡ, chạy ngược, chạy xuôi, nhờ vả khắp nơi, nhưng bệnh của Đức không khỏi. Các bác sĩ tại bệnh viện chữa trị cho Đức cho biết, Đức bị bệnh động kinh và phải dành nhiều thời gian theo dõi thêm. Lúc đó, bà Mét là hội trưởng Hội Phụ Nữ xã, rất có uy tín và đang nhận được sự tín nhiệm cao của bà con nhân dân. Tuy nhiên, bà đã nhất định xin về bằng được để chăm sóc hai con. Khoảng năm 2004 thì Đức phát bệnh thường xuyên hơn và hễ phát bệnh là cậu lại sẵn sàng đi trả thù những người mình ghét, một người hàng xóm cho hay. Thằng Đức nó có tính thủ dai, ai mà trêu chọc nó hoặc làm nó ghét việc gì là y như rằng mỗi khi nó bất thường, nó thường tìm những người này để trả thù. Không chỉ người trong thôn mà cả người ngoài thôn nữa, nên mọi người trong thôn xóm không ai dám lại gần thằng Đức cả. Có lần chính quyền thôn đã đến tận nhà vận động bà Mét đưa Đức vào trại tâm thần hay trung tâm chuyên chữa trị bệnh động kinh tại khu Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Tuy nhiên, vì thương con và lấy lý do gia đình có một vài người đã mất ở xa nên bà Mét đã xin được điều trị cho con ở nhà. Tuy nhiên, việc Đức ở nhà ngày càng bệnh nặng hơn lại thường xuyên làm kinh động mọi người bằng cách dọa giết những người mà mình ghét nên ai cũng phải tránh mặt. Không chỉ tấn công người ngoài mà Đức còn tấn công cả mẹ mình. Hôm ấy không hiểu vì lý do gì mà hắn kẹp mẹ vào hai cánh cửa và dùng thanh gỗ vụt tới tấp. Rất may là mọi người đến ứng cứu kịp thời, nếu không có lẽ bà đã không còn. Khi được hỏi vì sao Đức lại đánh mẹ thì hắn cho rằng chờ mãi đến trưa mà mẹ chưa về nấu cơm cho ăn, nghĩ mẹ quên và bỏ mặc nên khi thấy mẹ về, Đức thấy ghét nên đánh cho chừa. Còn bản thân anh Hoàng Văn Thường, nạn nhân của gã điên cũng bị hắn thù ghét vì lý do cực kỳ lãng nhách. Nhớ lại nỗi sợ hãi của mình suốt bao năm qua, anh Thường cho hay. Cách đây đã lâu, trong một lần Đức đi rửa đồ thì tôi ra suối tắm. Lúc ấy tôi không để ý đến đồ của Đức ngâm dưới nước nên đã vô ý dẫm lên một góc. Thấy vậy nó cầm đá ném về phía tôi và chửi bới. Tôi bảo, Đức à, chú có biết mày để đồ ở đó đâu. Chú xin lỗi mày nhé, chú vô tình thôi mà. Tuy nhiên, Đức vẫn không bỏ qua mà thâm thù với anh từ ngày ấy. Cứ gặp anh ở đâu là lại nhìn gườm gườm. Anh Thường cũng chủ động lánh mặt Đức vì sợ chẳng may xảy ra việc gì thì không hay. Chưa trả thù được thì gã điên tìm cách hãm hại gia đình anh. Trong một lần thấy con trai anh đi chơi về, Đức liền đuổi theo đánh cháu. Cháu sợ quá, vừa chạy vừa kêu cứu và nhảy xuống suối. Nhưng Đức đuổi kịp. Hắn túm cổ dìm suối nhưng rất may, người dân vừa đi làm về đến đó vội nhảy xuống giải cứu kịp thời. Cũng sau lần ấy, Đức bị mẹ cùng họ hàng cùm chân lại, thi thoảng mới dám mở ra để đi lại. Bà mẹ thì lúc nào cũng lo sợ con mình gây tai họa cho dân làng, nên đi đến đâu bà cũng không dám đi xa mà chỉ trực về chăm con và lo cho con. Biết Đức thủ dai nên mỗi khi hắn ra khỏi nhà là bà lại đi ngay đằng sau. Thậm chí biết Đức định đến nhà ai là bà lại chạy đến gia đình đó báo tin trước để họ phòng bị hoặc chạy trốn kẻo gặp chuyện không hay. Dân làng Khuẩy Lào rất sợ làm Đức phật ý, ngay cả người thân, họ hàng trong nhà cũng sợ việc bị cậu ta ghét. Việc cùm chân hắn là một ví dụ. Cô của hắn kể lại,
Do chồng tôi giúp chị cùm chân thằng Đức lại, nên có hôm tôi sang nhà chơi, vừa thấy tôi đi vào, nó bảo: "Cô cẩn thận, con gái cô đấy. Ai bảo chú cùm chân cháu, cháu mà ra được, cháu sẽ gây chuyện với con gái cô cho mà xem." Tôi nghe thế sợ quá, vội vàng về nhà ngay mà chả kịp uống nước. Không chỉ gây ra mối nguy hiểm với dân làng, hễ ai lạ mặt vào làng mà gặp Đức, chẳng may hắn không hợp mắt là y như rằng có chuyện xảy ra. Có lần một thanh niên làng bên cạnh sang chơi đã bị Đức đánh, khiến bà mẹ phải đi bồi thường tiền thuốc men, viện phí. Biết hoàn cảnh gia đình chị khó khăn và Đức bị bệnh nên nhà nọ mới thôi không kiện ra tòa. Nhiều lần khác, Đức hành hung người dân trong làng đều khiến mẹ phải đến xin lỗi và xin mọi người bỏ qua cho. Khắp ngôi nhà của bà Mét, những chiếc cột nhà, bàn ghế, giường tủ, không chỗ nào là không mang vết tích mỗi khi Đức phát bệnh. Có lẽ cũng vì thế mà trong căn nhà tuềnh toàng không hề có vật dụng gì đáng giá. Trước ngày xảy ra sự việc đau lòng khoảng vài tháng, Đức trong lúc phát bệnh đã suýt sát hại em trai mình vì cậu này khi đi làm về càu nhàu với Đức. Bà Mét nhớ lại: "Hôm đó thằng em đi làm thuê về kêu mệt nhưng Đức lại mắng nó nên hai anh em cãi nhau. Tôi không rõ là thằng em nó nói gì mà khi ăn cơm trưa xong, thằng em leo lên giường đi ngủ, tôi rửa bát thì nghe có tiếng bước chân thằng Đức đi ra mé cửa. Tôi chạy vào thì thấy nó đi thẳng tới chỗ thằng em đang nằm chém xuống. Do vướng tấm màn nên thằng em tỉnh giấc bỏ chạy, còn tôi chỉ biết lao vào ôm chân nó và ôm con khóc. Nhưng nó vùng ra và lao xuống, hạ luôn con lợn mà tôi đang chăn." Sau lần đấy, Đức lầm lì hơn nhưng không còn tin tưởng vào ai cả. Trần tình về khoảnh khắc ra tay với con, bà Mét ngậm ngùi: "Trước đó tôi bàn với ông chú là phải làm sao bắt được nó, đánh cho nó ngất đi rồi đem về nhà, chứ để nó như thế thì không ổn. Lúc bắt được nó, tôi chỉ định đánh cho nó ngất đi. Nhưng có lẽ một phần do tôi uất ức quá vì thằng con không bảo được nên đã lỡ tay." Người mẹ tâm sự thêm, lúc bị đánh Đức bảo: "Mẹ cứ đánh con đi, con sống mà chẳng ai mong con sống cả, mẹ cứ đánh con đi." Bà lúc đó vừa giận vừa bị ức chế dồn nén nên không kiềm chế được mình. Sau khi định thần lại, bà Mét gần như suy sụp hẳn. Suốt mấy tháng nay, người phụ nữ này không ăn uống được gì nhiều ngoài cháo và truyền nước. Mặc dù dân làng ai nấy đều đến động viên bà, nhưng những ám ảnh về giây phút lỡ tay sát hại chính con mình thì còn in sâu trong tâm trí người mẹ này mãi không thôi. Người dân thôn Khuẩy Lào ai nấy cũng đều thương cảm bà mẹ tội nghiệp. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nông Thị Mét đã phải nhận mức án 4 năm tù giam về hành vi giết người. Rất đông bà con làng xóm và thôn Khuẩy Lào tha thiết xin được giảm án hoặc cho người phụ nữ tội nghiệp được hưởng án treo, nhưng quyết định cuối cùng vẫn được giữ nguyên. Người trưởng thôn giải bày tâm tư: "Tôi cũng đã đọc cáo trạng gửi về cho chị ấy và đúng là giết người thật, nhưng như cáo trạng truy tố sao nó lạnh lùng và nghe tàn nhẫn quá. Chẳng qua là vì quá uất ức và bị dồn nén quá lâu nên khi nóng giận, chị ấy đã không làm chủ được mình nên mới dẫn tới việc Đức qua đời. Tôi nghĩ nên có một tội danh khác cho chị ấy thì hay hơn, hoặc một mức án phù hợp để chị ấy có thể sớm quay về với thằng con thứ hai nữa." Anh Thường, người từng sống nhiều năm trong nỗi sợ bị Đức tấn công, cũng tâm sự bao dung: "Tôi vẫn thường bảo vợ con không được thù oán hay ghét gia đình chị Mét. Cậu con chị ấy có bệnh tật như thế là chuyện ngoài ý muốn thôi, còn chị Mét thì thương con, chuyện đó ai ở làng này cũng biết cả. Việc chị ấy hy sinh bản thân mình đến thường xuyên nhẫn nhịn chịu Đức suốt bao năm qua mỗi khi cậu ấy phát bệnh là chuyện mà ai ở bản này cũng biết cũng thương. Chuyện này xảy ra rồi ai cũng bảo phải động viên chị Mét cố gắng vượt qua nỗi đau mà sống tiếp vì chị vẫn còn một thằng con trai nữa." Thẩm phán Lương Thị Hồng chia sẻ: "Đây là một vụ án thương tâm và đau lòng. Mặc dù rất hiểu hoàn cảnh của bị cáo và nguyên nhân sâu xa của vụ việc là do những chất chứa buồn tủi suốt bao nhiêu năm của người mẹ, nhưng pháp luật vốn nghiêm minh, hành động vi phạm pháp luật của bị cáo Mét cần phải được xử phạt. Ở góc độ khác, Đức là thanh niên tuy mắc bệnh thần kinh, đáng lẽ gia đình phải chọn giải pháp đưa đến trung tâm điều trị, nhưng người mẹ đã không đồng ý. Chính điều này đã dẫn tới hậu quả đau lòng và nỗi đau mà bị cáo phải chịu đựng. Giá như tình thương ấy được đặt đúng chỗ và tỉnh táo thì hôm nay chúng ta không phải chứng kiến cảnh tượng bi thương thế này." Trước cảnh dân làng dìu bà Mét ra về chờ ngày chuẩn bị thi hành án mà ai cũng xót thương. Suốt bao nhiêu năm nuôi nấng con trưởng thành, người mẹ này cũng hy sinh bản thân mình rất nhiều để hoàn thành ước nguyện của người chồng trước khi mất. Thế nhưng
Phút giây nóng giận và nỗi uất ức chất chứa bấy lâu đã cướp đi tất cả. Để giờ đây, khi đối diện với bản án của lương tâm và của pháp luật, người mẹ này gần như suy sụp hẳn. Ngẫm cho cùng, đây là câu chuyện bi thương nhưng là một bài học đắt giá trong cách quản lý và chăm sóc người tâm thần hiện nay ở nước ta.